Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình lấn chiếm đất đai xảy ra tại thành phố Phú Quốc ngày càng nhiều và có chiều hướng phức tạp. Những người vi phạm tỏ ra liều lĩnh bất chấp chính quyền, xem thường kỷ cương pháp luật của nhà nước. Trước tình hình trên, với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tuyên truyền, cưỡng chế xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm pháp luật. Qua đó có nhiều công trình tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp, có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch. Được ví như một Việt Nam thu nhỏ, với địa hình đa dạng, biển đảo, đồng bằng, rừng núi, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử văn hóa có giá trị, phong tục tập quán và những lễ hội văn hóa đặc sắc. Với nhiều lợi thế trên, Phú Quốc thu hút hơn 300 dự án của các nhà đầu tư vào Phú Quốc và nhiều tổ chức cá nhân về đây đầu cơ, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm cho giá đất tại Phú Quốc tăng đột biến. Giá đất tăng cao, cộng với sự chủ quan thiếu hiểu biết về pháp luật trong lĩnh vực đất đai của một bộ phận người dân đã cố tình bao chiếm lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trên đất nhà nước quản lý để mua bán chuyển nhượng trái phép, làm mất an ninh trật tự địa phương và dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Nhằm lập lại trật tự về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định số 1397 ngày 7 tháng 6 năm 2022, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực địa các khu vực đã bị các tổ chức cá nhân có hành vi tác động, vi phạm pháp luật về lấn chiếm đất, lấn chiếm rừng, phá rừng trái pháp luật, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định, khai thác khoáng sản trái pháp luật, rà soát thống kê từng trường hợp các hành vi vi phạm, điều tra xử lý đúng theo quy định hiện hành. Với cái trách nhiệm là vì Phú Quốc, vì người dân Phú Quốc, vì màu xanh của rừng Phú Quốc và vì phát triển Phú Quốc bền vững, thì ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu lễ ra quân và chúng ta sẽ khởi động cho cả một quá trình làm việc để làm sao là đạt được cái nhiệm vụ và hoàn thành được cái nhiệm vụ mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh giao phó cho tổ cũng như là các lực lượng đóng quân trên địa bàn. Báo đồng chí là hơn 200.000 người dân Phú Quốc họ đang trông chờ chúng ta. Vì người dân Phú Quốc nào thì họ cũng yêu mến rừng Phú Quốc hết. Trong khi các cái đối tượng tổ chức cá nhân mà bao chiếm lấn phá rừng thì là một cái thiểu số thôi. Nhưng cái đa số thì họ vẫn trông chờ là các lực lượng của chúng ta thay cho pháp luật để mà lấy lại, giữ lại cái màu xanh cho rừng Phú Quốc. Cho nên là tôi tin rằng cái lễ ra quân ngày hôm nay là cái sự mong mỏi của đa số người dân Phú Quốc và những người mong muốn được sống và được ở Phú Quốc ổn định thì họ mong muốn chúng ta phải lấy lại, phải chấn chỉnh lại. Đó là một cái tôi nghĩ đó là một cái tinh thần mà của cái lễ ra quân ngày hôm nay chúng ta chắc chắn là được sự ủng hộ của tất cả người dân Phú Quốc. Thời gian qua, tổ công tác đặc biệt đã triển khai nhiều đợt truy quét, xử lý nghiêm và xử lý triệt để các cá nhân tổ chức cố tình vi phạm. Gần đây nhất là cưỡng chế tháo dỡ 14 trong tổng số 79 căn xây dựng trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mặc dù chính quyền thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần tuyên truyền vận động và gia hạn thời gian cho 14 cá nhân vi phạm, tự nguyện tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trên đất trước khi vi phạm. Nhưng các cá nhân cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Trong quá trình thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan để xác lập hồ sơ xử lý vi phạm, các cá nhân trên không cung cấp được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định, không có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Đảm bảo cho cái yêu cầu phát triển của thành phố Phú Quốc, những trường hợp tái lấn chiếm sau khi cưỡng chế là chúng tôi không lập biên bản và chúng tôi tháo dỡ ngay khi phát hiện có cái tác động vào cái đất nhà nước quản lý, kể cả đất rừng cũng như có cái tác động trồng cây hay là xây dựng trên cái phần đất mà đã thực hiện cưỡng chế thì chúng tôi sẽ có cái kiểm tra quyết liệt, nếu đủ điều kiện sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an, đủ điều kiện thì sẽ truy tố theo quy định pháp luật. Để tiến hành thực hiện cưỡng chế vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, ngoài việc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, chính quyền thành phố Phú Quốc đã tổ chức vận động tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong phát triển kinh tế gắn với công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thiệt hại đến gia đình, đến bản thân và đến xã hội, ai cũng buồn cả. Thực sự là rất buồn. Nhưng mà để mà chấp hành chung cái chủ trương chính sách của nhà nước thì tôi là và cháu là Mai Trung Dũng đứng là kinh doanh chỗ này là cháu chấp hành đầu tiên và cháu chấp hành ấy triệt để. Nhưng tôi
là cái người mong rằng tới đây chính quyền địa phương cũng như xã hội như là thành phố và mọi người đều phải chấp hành để mình có một cái biển đảo tươi đẹp để cho du khách đến cái đảo mình để mang tầm thế giới. Phía bên ủy ban này, địa chính này kia nọ đó, đô thị thì có lên nói mình là xây nhà trái phép, kêu mình phải tháo dỡ. Thì mình ở đây mình cũng chấp nhận tháo dỡ và hạ nền nhà xuống luôn. Với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ từ quần chúng nhân dân, hơn một năm qua, tổ công tác đặc biệt đã xử lý nhiều tổ chức cá nhân vi phạm, thu hồi khoảng 150 hectare đất và đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến việc sai phạm, gồm Nguyễn Đạt Nghĩa, Ngô Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Giàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã xác định được 3 bị hại. Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố các bị can trên. Được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và của Trung ương, chúng tôi sẽ kiên quyết lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn của thành phố Phú Quốc, và là cũng là mục tiêu để cho thành phố Phú Quốc phát triển ngày càng tốt hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái quyết định cưỡng chế và khắc phục hậu quả đối với những cái trường hợp sai phạm không chỉ ở khu vực bãi trường mà còn các khu vực khác trên địa bàn của thành phố Phú Quốc. Song song với việc lập lại trật tự đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn, chính quyền thành phố Phú Quốc còn khuyến cáo người dân không chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật, lấn chiếm đất nông nghiệp, đất rừng, đất trồng cây lâu năm, không tự ý phân lô tách thửa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, san lấp xây dựng trái phép nhằm tránh tiền mất tật mang. Chúng tôi cũng có nhiều cái khuyến cáo, và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục khuyến cáo tổ chức và cá nhân, nếu như có đầu tư bất động sản hoặc là mua bán kinh doanh về bất động sản hoặc nhà ở tại thành phố Phú Quốc thì nên tìm hiểu kỹ về thông tin quy hoạch, ví dụ như là ủy ban nhân dân các xã phường, phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên môi trường, bộ phận một cửa hoặc là ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc để được biết những thông tin về quy hoạch, chỗ nào cho xây dựng, chỗ nào kế hoạch sử dụng đất, chỗ nào được phép chuyển nhượng, chỗ nào nằm trong đất dự án, vân vân, để có cái mục tiêu, để có cái định hướng cũng như có cái quyết định cho cái việc kinh doanh của mình, tránh những cái tình trạng giống như 14 cái trường hợp chúng tôi cưỡng chế ngày hôm nay sẽ bị cưỡng chế, coi như là tiền mất tật mang. Cái thứ hai nữa thì sẽ thiệt hại rất là to lớn về cái tài sản. Với tốc độ phát triển nhanh mạnh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, đã ghi một dấu ấn mới mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển của đảo Ngọc. Việc lập lại trật tự đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo tiền đề để Phú Quốc tăng tốc phát triển bền vững trong thời gian tới.